Nếu như bạn đang băn khoăn không biết việc xây dựng thương hiệu cá nhân có phải là điều mà bạn nên làm và tự mình có thể làm được hay không, thì câu trả lời của tôi đối với bạn luôn luôn là có. Bởi vì bản thân tôi cũng đã có thể tự xây dựng được thương hiệu cá nhân của mình từ hơn một năm nay. Tuy nhiên có một điều thế này, nếu như không có người hướng dẫn thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để thử và tìm ra cách thức phù hợp với mình, và đồng nghĩa với nó có thể là thời gian, là công sức, đôi khi là tiền bạc của bạn. Vì thế, nếu như bạn muốn có một thương hiệu cá nhân giống như tôi bây giờ trong một thời gian nhanh nhất có thể, thì đây là 4 lý do vì sao bạn nên đầu tư vào một huấn luyện viên để giúp mình xây dựng thương hiệu cá nhân một cách hiệu quả nhất. Lý do đầu tiên, một người huấn luyện viên sẽ cung cấp cho bạn một chương trình đào tạo và hướng dẫn cho bạn phù hợp nhất với tính cách của mình. Xây dựng thương hiệu cá nhân phải bắt nguồn từ bản chất của chúng ta, từ con người của mình, có đúng không ạ? Đó là cách mà chúng ta làm tốt nhất và có thể duy trì trong dài hạn. Chính vì vậy, bạn rất khó để có thể phát hiện ra được điểm mạnh của mình là gì để phù hợp với người nghe trong tương lai của bạn. Bạn sẽ cần có một người đưa cho bạn một định hướng và cách thức để phù hợp nhất với cái đặc điểm của riêng mình, và đồng thời tìm cách giúp cho bạn hạn chế những điểm bạn đang còn yếu hoặc cần phải cải thiện nhiều hơn. Đó là lý do vì sao mà một người huấn luyện viên sẽ giúp cho bạn đi nhanh hơn trên con đường này. Lý do thứ hai, nếu bạn có một người huấn luyện viên đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, thì đó là một người chuyên gia trong lĩnh vực của họ, và họ sẽ có rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều kiến thức, rất nhiều lời khuyên phù hợp và cụ thể và thực tế để giúp cho bạn hoàn thành con đường của mình. Những kỹ năng, những chia sẻ, những chiến lược mà họ sẽ chia sẻ với bạn chắc chắn sẽ giúp cho bạn có thể đạt được cái mục tiêu của mình một cách nhanh chóng hơn, chính xác hơn, và quan trọng nhất là tiết kiệm hơn cho bạn cả về thời gian, công sức cũng như tiền bạc để có thể nổi bật trên mạng xã hội. Lý do thứ ba bạn sẽ cần phải có một người huấn luyện viên, đó là bởi vì đây sẽ là người đưa ra cho bạn những phản hồi, những lời khuyên không thiên vị. Một người huấn luyện viên sẽ đưa ra cho bạn những phản hồi thực tế nhất, chứ không phải là lời khuyên để động viên bạn đi trên con đường này. Họ sẽ giúp cho bạn cải thiện được tình hình của mình, hình ảnh của mình khi nói ra những điểm mạnh và những điểm bạn cần phải sửa đổi và bạn nên khắc phục. Đó là điều rất quan trọng. Và lý do thứ tư, đó là người huấn luyện viên này sẽ giúp cho bạn có động lực và thường xuyên đi được đúng hướng trên con đường dài của mình. Xây dựng thương hiệu cá nhân là một con đường khá là dài, nếu như bạn cũng giống như tôi, không có một cái biệt tài nào đó, đúng không ạ? Còn nếu như bạn có một cái khả năng thiên phú hoặc có một cái điều gì đó, một kỹ năng nào đó mà rất nhiều người muốn có được hoặc muốn nghe bạn, thì có thể bạn sẽ trở thành một hiện tượng trong một thời gian rất là ngắn. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta thì không phải như vậy. Vì vậy, việc tạo ra một thương hiệu cá nhân đôi khi có thể gây ra cái sự mệt mỏi cũng như là làm giảm đi cái nhiệt huyết của bạn nếu như bạn không có một người có thể đồng hành cùng với mình. Đó là lý do vì sao mà một huấn luyện viên, một người đồng hành cùng bạn sẽ cho bạn cái sự kiên nhẫn, cho bạn cái sự quyết tâm và giúp cho bạn đạt được mục tiêu của mình một cách nhanh nhất. Nói tóm lại, có rất nhiều lợi ích khi bạn có một huấn luyện viên để giúp cho bạn đưa ra được chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân của mình một cách hiệu quả và đưa cho bạn những công cụ, những cách thức để triển khai nó một cách phù hợp nhất. Đó là lý do vì sao tôi khuyên bạn cần tìm cho mình một người huấn luyện viên, một người đồng hành với bạn trên con đường xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Nào, nếu như bạn cảm thấy cái cách mà tôi đang xây dựng thương hiệu cá nhân của mình phù hợp với bạn và bạn muốn xây dựng hình ảnh của mình theo cách mà tôi đang làm, theo những gì mà tôi đã đạt được, thì chúng ta sẽ có một chương trình huấn luyện đặc biệt có tên là Pro KOL, giúp bạn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình bằng việc xây dựng thương hiệu cá nhân một cách hiệu quả. Nếu bạn quan tâm tới chương trình huấn luyện này thì hãy liên hệ với tôi trực tiếp bằng cách là nhắn tin hoặc gọi điện thoại vào số hotline đang hiện trên màn hình, hoặc nhắn tin trực tiếp với tôi qua Facebook Coach Duy Nguyễn để tôi cùng với đội ngũ của mình có thể tư vấn cho bạn rằng bạn có nên bắt đầu ngay tại thời điểm này hay không, hay bạn cần phải chuẩn bị gì để có thể bắt đầu trên con đường này, có được không ạ? Tôi sẽ chờ bạn trong chương trình huấn luyện đặc biệt này để giúp bạn có thể trở thành một KOL, một người chuyên gia trong lĩnh vực của mình, có một thương hiệu cá nhân mà rất nhiều người quý mến. Và đừng quên rằng hãy đặt câu hỏi và đưa ra băn khoăn của mình ở phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả và hẹn gặp lại. Xin chào.